Ông nông xin mến chào quý khán giả toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của ông. Các bác ạ, qua cái thước phim vừa rồi, ông nông đến chia sẻ cái hoàn cảnh của em sĩ đã chết rồi đấy. Thì có chị bé Minh Nguyệt ở Biên Hòa Đồng Nai gửi cho gia đình 2 triệu. Thì hôm nay ông nông với lại em Quể đi trao số tiền đấy để cho gia đình các bác ạ. Thì cũng rất là cảm ơn chị bé Minh Nguyệt rất là nhiều, cũng đã theo dõi được thước phim ấy, thì đã gửi khoản tiền để hỗ trợ gia đình. Sau đây An Ông xin mời quý khán giả toàn thể cô bác tiếp tục theo dõi video của An Ông. Thế là chú nha. Ô, cả nhà đi đâu hết rồi? Thế ai nhà? Ôi ôi ngủ. Ôi giờ này chưa dậy. Cô. Ôi, chào cả nhà nhá. Bật điện như nào? Bật điện cho sáng. Men đi có việc nên là anh ông đi cùng em Quẩy các bác ạ. Tự cầm máy quay. Hôm nay đi thì anh ông có mua cho các cháu 2 dây sữa các bác ạ. Nào, ngồi đây nào. Đấy. Đâu, còn một bạn nữa đâu. Nay tranh thủ đến sớm tí lại tiếp tục lên trên chỗ nhà dế nên là cũng không có thời gian nên là đến sớm các bác ạ. Nào, uống sữa không? Uống sữa không? Hả? Uống sữa không? Uống sữa không? Uống số 1, số 2, số 3. Cháu xin chưa? Dạ, xin bác. Rồi, ok. Cảm ơn nhá. Ok, mẹ quấn bé. Dạ quấn. Ừ. Cháu xem bác. Rồi. Xem bác nữa. Năng lấy vào bá à luộc không? Mua rồi kìa. Tóc bùa xù lắm đấy nhỉ, buộc tóc đi. Qua cái thước phim hôm qua kia lên chia sẻ thì được cô ở Biên Hòa Đồng Nai gửi cho 2 triệu. Cô bé Minh Nguyệt ở Biên Hòa Đồng Nai gửi cho gia đình 2 triệu. Thì hôm nay cháu lên đây để trao cho gia đình. Để gia đình dùng trang trải sinh hoạt hàng ngày. Má bà nó khôn khứ, má bà nó. Bánh văn phế ta luống này. Trông cháu trên kiểu trên bình. Thầy quên mà là chỗ này. Và bảy phế trên đây này. Hương cũng. Nãy thì nãy anh cũng nói rồi là chị bé Minh Nguyệt. Đúng nha, là cái số 2 triệu này thì là chị gửi để đi chữa bệnh cho chồng em. Nhưng mà khi mà chị gọi cho anh ấy, thì anh có nói với chị là em sĩ cũng đã mất rồi. Thì chị cũng lúc đầu thì chị bảo gửi đi cho đi chữa bệnh. Thì về sau
Anh cũng có nói với chị là sĩ thì cũng đã mất rồi, thì chị cũng bảo mất cũng được, chuyển cái số tiền này để cho gia đình, để giúp đỡ gia đình. Thì chị mới chuyển khoản cho anh, thì hôm nay anh mới đem số tiền của chị đến trao cho gia đình. Đây thì ai là người nhận đây, đây 2 triệu. Em cảm ơn chị Minh Nguyệt, cảm ơn anh Hà Nông rất nhiều. Rồi thì các bác ạ, hiện tại thì gia đình còn còn mất mát rồi, thì còn rất là khổ, để lại cái người mất thì cũng đã mất rồi, thì còn để lại một khoản nợ rất là lớn các bác ạ, rất là lớn. Hiện tại thì gia đình rất là khó khăn. Các bác cũng đã được theo dõi cái thức phim trước đây đấy, thì anh ông xin nói lại là khi mà anh MC ấy thì đã cố gắng hy sinh để có cái nơi ở, chỗ ở tạm bợ, thì khi làm nhà gần hoàn thiện nhà thì lại lâm bệnh thì lại ngừng nhà, không có tiền làm, chỉ lập mỗi cái mái pro, xong là ở nhà thì cũng chưa được chát. Thì em nó lại không may thì lại mắc cái căn bệnh vì gia đình nghèo khổ không chữa được, không đủ tiền chữa chạy, nên là em mới ra đi các bác ạ. Thì hiện tại người đã mất rồi thì lại còn để lại khoản nợ là lên tới 30 triệu các bác ạ. Rất là khó khăn. Còn cái khoản nợ này không biết là sau này là vợ con thì còn bé, không biết em còn đi làm được không? Dạ em thì bây giờ con còn bé thì em vẫn chưa đi làm được. Với lại chồng vừa mới mất như thế này nữa thì bây giờ em cũng không đi được. Ở nhà thì không có ai chồng con. Chồng con thì còn có chồng để mà ở nhà, con chạy nhúng nhúng thì chồng còn gọi về bảo con về nhà, bây giờ chồng mất rồi chắc gọi bố thì không thấy bố ở đâu. Hôm trước thì mấy đứa con cứ tưởng là bố nằm ở đấy ngủ không, xong rồi về sau người ta đưa bố ra đồng thì các con mới biết bảo là bố không đi rồi sẽ không về với các con được nữa. Đứa này thì từ lúc các cô các bác đưa bố ra đồng thì còn chạy khóc theo, gọi bố bảo là bố ơi sao bố lại đi đâu thế này không về nhà với con. Còn đứa bé thì không biết gì, thì hôm lúc nào gọi khóc thì gọi bảo là bố ơi. Cố gắng thôi em, mà người đã mất rồi thì mình còn người còn lại thì cũng phải cố gắng thôi. Bây giờ còn các con nheo nhóc nữa cũng phải cố gắng mà để nuôi dạy các con. Phải ngoan chứ. Cái vái cho mà khá xích lấy tiền, cho cái muốn xích cái kiểu. Cho phu mày xích cái kiểu. Cái thước phim trước thì gia đình cũng có nói với anh ông là trước khi sĩ mất thì gia đình cũng không còn gì các bác ạ, không còn một cái gì để lo hậu sự cho em sĩ, thì
cũng gia đình thì cũng đi vay mượn. Vay mượn vay một con trâu là 12 triệu và một con lợn 6 triệu, một con 3 triệu nữa và bộ áo quan là 6 triệu rưỡi nữa các bác ạ. Nếu mà các bác được theo dõi cái thước phim nông đến trao số tiền của cô Hằng thì các bác sẽ biết. Người thì đã mất rồi thì hiện tại là còn một khoản nợ để cho vợ con gánh các bác ạ. Xin nói với lại các cô các bác là gia đình em Sĩ thì bố mẹ Sĩ thì mẹ thì vẫn còn khỏe bình thường thôi, còn bố thì mắc bệnh không bình thường các bác ạ. Bị mắc căn bệnh gọi là nó gọi là không ổn định. Nhà này chẳng còn gì. Chỗ này Sĩ thiếu, chỗ này không nhớ cháu à má. Không. Hôm nay cái bài quả xong đi cái bé. Năm nước. Vì là 30 triệu so với gia đình thì một khoản tiền rất là lớn rồi. Nhưng mà mình muốn người góp một ít, góp gió thành bão thì nó cũng sẽ nhanh thôi các bác ạ. Dạ em cảm ơn các cô, các bác, các nhà hảo tâm rất nhiều ạ. Và đặc biệt là anh An Nông rất nhiều. Gia đình em thì bây giờ được 3 năm nay thì chồng của em ốm đau bệnh tật suốt. Con thì còn nhỏ thì cũng không đi làm được. Trước kia thì cũng là thuộc hộ nghèo của xã mình. Thì bây giờ 3 năm nay thì chồng cũng không uống nhiều, cũng không đi làm được. Toàn ở viện đi chạy chữa, đi viện quanh năm. Năm đầu tiên thì chồng em đi thì được 6 tháng thì anh về nhà được mấy tháng, xong rồi lại đến năm thứ hai thì lại bị thì cũng xong rồi cũng đi lên trên viện ở, xong rồi lại xuống dưới Hà Giang, xong rồi đến năm thứ hai là ở hẳn một năm luôn. Xong rồi đến năm thứ ba thì bây giờ ông cũng anh cũng vào. Đến năm thứ ba là được ở viện mấy tháng là bây giờ là anh là không qua khỏi nữa. Còn cái khoản nợ vay để về lo hậu sự cho chồng đấy thì còn cái khoản nợ nào khác không? Im. Còn cái khoản nợ mà vừa rồi đi vay về lo hậu sự cho chồng thì còn khoản nợ nào khác không? Dạ vẫn còn ạ. Thì trước là năm 2022 thì chồng của em cũng ốm ở viện suốt, xong rồi về sau là vay anh em chị gái đi tiện đi vào viện. Và còn nhà này thì còn nợ các thợ mấy triệu nữa. Làm nhà xong thì vẫn còn dang dở, thì lúc đấy là không có cái gì hết. Xong rồi con thì còn nhỏ,
làm nhà xong thì anh cũng bị ốm. Anh cũng bị ốm thì vào viện mấy năm nay thì cũng không có ai đi. Cũng không có ai đi làm thì cũng không chưa vẫn chưa giả được. Các cô, các chú, các anh, các chị. Hôm nọ anh đến đi thì hôm đấy em không ở. Em không ở thì chồng em cũng có nói. Chồng em cũng có nói là còn nợ mười mấy triệu là cái tiền làm nhà nữa. Vâng. Tiền làm nhà, nợ các thợ mấy triệu nữa với lại tiền mà lúc chồng em ốm năm 2022 ốm nằm ở viện thì lúc đấy là em vay mượn các anh các chị ở trong nhà, họ hàng ở trong nhà đi. Tổng là hiện tại là theo em tính là nợ khoảng bao nhiêu? Trước đây làm nhà với lại chồng đi viện này. Là cũng gần chục triệu là cái tổng cả tiền làm nhà với lại tiền nợ anh em đi viện là chục triệu, gần chục triệu. 10 triệu. Vâng. Nợ nhà nước 50 triệu nữa. Vâng. Ôi giời ơi. Nợ trước đây vay để làm gì? Tiền nhà nước này. Trước xí vay hay là chú vay? Nguyệt. Mẹ Nguyệt đi vay à? Đối đi vay à? Má lắng quá hệ thay số, quá hệ thay số là tao phải đình đình mới xin chiều mới thêm mới để tao mới chữa bệnh. Vay đi chữa bệnh. Tao xin chiều mới để mới chữa bệnh. Mới nặng đi viện nữa. Thế là hiện tại là tổng khoản vay là phải lên đến 90 triệu. Không phải ít đâu. Là hôm nọ là vay để làm lo hậu sự cho sĩ là 30 triệu rồi. Trong là nợ tiền làm nhà là 10 triệu nữa. Trong là vay nhà nước 50 triệu nữa. Vay nhà nước cũng một phần là cũng do vay đi để chữa bệnh cho sĩ nữa phải không? Thế là hiện tại là khoản nợ của gia đình là 90 triệu. Thế cũng không phải nhỏ đâu các bác ạ, một khoản tiền nhất là lớn. Nếu mà để cho bên trăm này 90 triệu để cho gia đình mà tự lo mà giả cái số tiền hết cái số tiền 90 triệu này đấy thì có lẽ sẽ vài chục năm các bác ạ. Hiện tại thì các bác đã biết là có một con vật này thì lớn lên một tí thì mang bán để cho chữa chạy cho sĩ. Thì hiện tại là nhà là không có một con gà, một con vịt, một con lợn, dê bò thì không nói, cái vật, cái gia súc lớn thì còn mình không nói đến, còn gia cầm thì còn không có các bác ạ. Rất là khó. Nên đối với khoản tiền để hiện tại là đang gánh lên bốn mẹ con thì cũng rất là khó. Theo anh ấy thì em cũng, nếu mà còn ông bà thì em có thể là sau này để thời gian nữa em tiếp tục đi làm thì vẫn được nhỉ. Nên làm để nuôi các con, như các con còn bé bé nhóc nhóc như này thì hiện tại ông thì là không bình thường rồi, còn mỗi bà thôi phải không? Dạ vâng. Còn mỗi bà ấy thì bà thì cũng trông được con, có thể là đi làm gần gần ở đây thôi, chứ còn nếu mà đi công ty thì được ngày nghỉ thì mới được về phải không? Dạ vâng. Có thời gian nghỉ thì mới người ta mới cho mình về đấy, nên là nên tìm là để sau này thời gian dài dài đi 1-2 tháng tìm gần gần quanh quanh ở đây để làm thôi, chứ còn đi làm xa quá thì đến lúc con ốm hoặc là như này thế kia thì mình lại không biết.
ông bà thì không thể lo cho mình hết được, con thì con của mình. Bây giờ em năm nữa thì con của em lớn tí nữa, đứa út lớn tí nữa là em mới có thể đi làm được. Đấy, hiện tại con thì bố thì cũng đã mất rồi, thì còn đi học hành nữa rất là khó của bác ạ. Đấy, đưa đón con đi học nữa thì trường thì cũng cách đây 2-3 cây. Hiện tại mà em mà đi làm đấy thì lại con ấy lại không ai đưa đón đi học, bà ấy thì không biết đi xe. Mà gia đình hình như gia đình không có xe đâu đúng không? Dạ vâng ạ, gia đình em không có xe. Gia đình cũng chẳng có gì nên anh em họ hàng bản làng người ta có mỗi người 20 kg gạo, xong rồi còn rượu nữa. Em thì sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 99 ạ. 99 à? Vâng. Đứa con cả này được mấy tuổi rồi? Được 8 tuổi ạ. Ôi ôi, chứ nó đẻ sớm nhỉ? Vâng ạ. Chứ nào? Sinh năm bao nhiêu? Hả? Dạ, con thưa chú là con sinh năm 2015. 15 à? Vâng. Mười sáu tuổi em đã đẻ rồi á? Mười sáu tuổi đã đẻ rồi, lấy chồng mới sớm. Chồng thì chồng là 92 à? Dạ vâng. Bố chín đâu? Không ăn đâu, không vừa ăn ở nhà lên. Không ăn cơm đâu, vừa ăn ở nhà lên không làm đâu. Bố hết rồi, Bố hết đâu? Bố chín này. Dạ non đâu. Lúc này mà đấy nó thế. Cái tủ lạnh này là của ai? Mượn về á? À, thế bây giờ có thức ăn thừa là mượn về để đựng à? Mang hàng xa tiết bông. Bữa hết nâu, bữa chín nâu, tập bên này vẫn. Bữa chín nâu. Các bác ạ, ơn ông cũng chỉ là một cái nhịp cầu để cho các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đi qua để giúp các hoàn cảnh bất hạnh. Thôi thì cũng
cái hoàn cảnh của bốn mẹ con vợ của Sĩ thì cũng rất là khó khăn, nên là cũng rất là mong là các cô các bác mỗi người giúp gia đình một ít để góp gió thành bão để gia đình lo cái khoản nợ rất là lớn của bác, khoản nợ lên tới 90 triệu. Đấy. Hiện tại là vừa nãy cũng có nói rồi là khoản nợ lo hậu sự cho chồng, cho em Sĩ là 30 triệu, còn khoản nợ làm nhà là 10 triệu, làm nhà với đi chữa bệnh là 10 triệu, còn tiếp là khoản nợ của ngân hàng nãy nói là 50 triệu, à 50 triệu rất là lớn. Hiện tại là bốn mẹ con phải gánh chịu các bác, cũng rất là mong là các cô các bác hãy yêu thương bốn mẹ con và gia đình để lo cái khoản nợ các bác ạ. Ông thì đang bị tâm thần đấy, lúc giờ trời đấy thì là đi lung tung, còn lúc tỉnh đấy thì lại cũng như người bình thường các bác ạ, nên là cũng không làm được cái gì để giúp gia đình. Bố chồng em bị tâm thần, lúc tỉnh thì mới không chạy lúc tung, không chạy này chạy nọ, không lúc nào mà không tỉnh thì ông toàn chạy đi đâu. Chồng còn chạy đi tìm bố đi đâu xa, là đi lên rừng hay là đi đâu, chồng còn đi tìm. Cái thước phim của Đông xin được khép lại ở đây. Nếu mọi người quý mến ba mẹ con ấy thì Hồ An Nông chia sẻ cái thước phim lan tỏa đến tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh bốn mẹ con ở đây để giúp bốn mẹ con để trả khoản nợ 90 triệu bác ạ. Đấy, khoản nợ rất là lớn. Để vừa nãy cũng nói rồi, để cho ba bốn mẹ con trả khoản nợ, hết khoản nợ này chắc cũng vài năm, vài chục, hơn chục, hai chục năm thì mới xong bác ạ. Khi nào con cái lớn thì mới trả được, của cải thì không còn. Thì anh ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thức phim sau.